Năm 2023, huyện Đạ Oai dự kiến phân bổ trên 14,9 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Theo đó, từ nguồn kinh phí này, Đạ Oai sẽ tiến hành đầu tư 6 hạng mục công trình phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đang đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, huyện còn tập trung chỉ đạo triển khai có trọng tâm trọng điểm chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí nông thôn mới nâng cao sát với tình hình thực tế, ra soát đánh giá cụ thể kết quả việc thực hiện theo từng tiêu chí, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, người dân đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng các mô hình phù hợp gắn với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân. Đến năm 2025, huyện Đạ Oai sẽ có 100% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, huyện phấn đấu đạt tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu.